Dạ âm thanh ha, bán mạch 2 kênh, bộ 200W cùng 200W, DSP, Reverb Echo, 5 band, EQ ha, Equalizer, đây, rồi, bên chân bán mạch, hai mạch thu luôn ha, kết hợp hai mạch thu, 2 kênh, EQ, biến thớ, hai bộ micro, ok, mình test nhạc ha. Rồi, chuyển qua test phần tiếng micro ha. Đây. Thử tiếng mic ha. 1 2 2 4 5 5 6 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